Có ai chưa? Sao không thấy ai hết vậy? Có một người lâu quá không live stream cho nên là không ai coi hết. Nhanh nha. Mình chỉ like cái này khoảng 5 phút thôi. Tại vì em đậu xanh đang ngủ. Quá 5 phút đó là em đậu dậy, em đậu gây thì sẽ không làm gì được nữa hết. Ngày 15 tháng 3 tới đây là ngày cuối cùng mà chúng ta có quyền để mà góp ý về cái dự luật đất đai năm 2023. Cho nên là mình khuyên mọi người là chúng ta là công dân mà chúng ta nên góp ý về cái dự luật này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của mình, tới cái nhà của mình, tới cái chỗ mà chung ra chung vô. Người ta, ông bà mình có câu gì, sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ. Cho nên là cái nhà rất là quan trọng, phải an cư mới lạc nghiệp. Vì vậy cho nên mọi người cố gắng làm sao đó góp ý để cho Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với các ban ngành khác, Bộ Tư pháp hay là Quốc hội xem có thể thông qua những cái điều đó hay không. Chúng ta phải chi tiết, chúng ta không cần biết là họ có nghe hay không, nhưng mà chúng ta trên tinh thần là mình phải có trách nhiệm với cái nhà của mình. Có góp ý đó anh. Anh lên Google anh xem, anh sợ coi góp ý về dự luật đất đai 2023. Anh có thể gửi mail, có thể gửi thư. Đừng có nói cái câu mà ai cho mà góp Dương ơi. Nói như vậy rất là vô trách nhiệm. Mình vô trách nhiệm với cái tài sản của mình, và mình vô trách nhiệm với cả cộng đồng, vô trách nhiệm với xã hội. Và chúng ta luôn luôn mặc định là cái sự vô trách nhiệm của mình là giống như là tôi đúng rồi á. Và sao ta, đại khái là thể hiện là vừa ngu vừa hèn, nói thẳng thừng ra là như vậy ha. Vừa chúng ta không có sự hiểu biết rằng nó phải gửi tới đâu, chúng ta phải góp ý như thế nào, mà chúng ta chỉ cần nói một câu là ai cho mà góp ý. Có đó, có cho góp ý, được gửi mail, được gửi thư luôn. Nhưng mà không có làm. Và thậm chí tôi đoán luôn là cái anh mà nói cái câu mà ai cho góp ý á, thì ảnh cũng thậm chí ảnh chưa có đọc cái dự luật. Chúng ta những cái mà chúng ta đọc đó là chỉ là đọc trên báo chí trực tiếp một chút xíu, rồi người này có một số người hiểu biết thì người ta biết chút thì đọc biết những cái chút, chứ thật ra chưa có ai mà in ra giống như vậy để mà ngồi mà đọc hết á. Là tôi yêu cũng muốn in rồi nè, mình in rồi nè, xong rồi đóng lại trên từng sắp, cứ 10 tờ ngồi đọc từ từ. Chứ thật ra là mình đoán luôn là trong số những người đang xem cái like này có rất là nhiều người chưa hề đọc tới nó luôn. Chưa hề đọc, mà cái số phận của mình trong 10 năm tới hoặc thậm chí là 20 năm tới được quyết định bởi điều này mà chúng ta vẫn không đọc. Quyết định quan trọng nhất là quyết định về cái nhà của mình mà cũng không có đọc. Xong rồi chỉ có ngồi nói sao ta, nói thô tục một xíu là ngồi ngóc cái mỏ lên, gào lên là ai cho mà góp ý, góp ý ở đâu có góp ý. Có đăng trên cái cổng cái Facebook mà cổng thông tin chính phủ đó, nó có ha, nó có chi tiết từng ly từng tí luôn mà đâu có đọc đâu. Xong rồi chỉ biết gào lên thôi, là tôi không biết gì hết, không biết thì thôi kệ chứ giờ sao giờ. Nhiều khi á, nói nặng thì anh chị là nghĩ là mày chảnh, mày này nọ kia, mày thể hiện, mày hiểu biết đồ. Tôi cũng giống như anh chị thôi, mà thậm chí là tôi cũng phải ngồi ở nhà trông con nữa. Ở đây á, mình in ra luôn rồi, chứ còn link gì nữa, link thì mình để trong cái hộp kia rồi. Tôi chỉ lưu ý, mình lưu ý một xíu thôi cho mọi người. Mọi người á, coi mọi người đọc, mình lưu ý một xíu thôi, bởi vì nó có rất là nhiều thứ mà mình cảm thấy, cá nhân mình cảm thấy là nó bất hợp lý, và nó có thể nó có thể là gây ra tham nhũng và gây ra bất công trong xã hội, gây ra những cái bức xúc tương lai cho xã hội, và nó sẽ thiếu cái sự bền vững.
Nhưng mà nó rất là nhiều, mà mình ở đây mình chỉ cụ thể hóa ở một số điều thôi, một số điều rất là ngắn để mọi người coi và mọi người tự đưa ra cái ý kiến của mình. Thứ nhất là điều 78 trong cái dự thảo luật đất đai 2023. Nó có quy định về các trường hợp mà nhà nước được phép thu hồi đất. Thì cái điều này nó cũng khá là dài cho nên mình không có đọc nó ra, mà mình chỉ đọc những cái gì mà mình cảm thấy rằng nó bất hợp lý. Nè, nhà nước được quyền thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, bao gồm dự án đầu tư công hoặc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thì cái này phải cụ thể hóa và minh bạch nó ra là những dự án này là bao gồm những dự án nào, chứ không có nói không không như vậy được. Thí dụ như anh chỉnh trang đô thị, anh giao cho một doanh nghiệp chỉnh trang đô thị có một chút xíu thôi mà anh giao cho nó một miếng đất chà bá luôn thì cũng không được, phải cụ thể hóa ra. Rồi dự án do quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng ta nhà nước phải quy định và quốc hội phải chấp nhận một chuyện rằng phải đưa tất cả mọi thứ vô một cái sụt, tức là sao, một cái khuôn khổ. Ngay cả quốc hội cũng chỉ được thuận chủ trương đầu tư ở những dự án nào, chứ bây giờ nè, nói là bây giờ quốc hội được quyền thuận chủ cái dự án nào mà quốc hội thuận chủ trương thì phê duyệt dự án đó, cho phép dự án đó được làm và nhà nước được thu hồi đất. Như vậy thì chẳng may mà quốc hội đồng ý xây dựng một cái khu thương mại, hay là quốc hội đồng ý xây dựng một cái khu nhà ở, khu gì đó, và thu hồi đất của những người này để bán hay là để làm kinh tế cho những người kia, thì nó sẽ gây ra bất công. Cho nên là cũng không thể nào để cho quốc hội được tự do, mà quốc hội cũng phải vào khuôn khổ. Tôi lấy ví dụ dự án, quốc hội được quyền phê duyệt dự án về các trường đầu tư công, thí dụ như là trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường đại học, và những trường này phải là trường công lập. Chứ không có nói là quốc hội được quyền thì lúc đó là, nếu như mà tôi là doanh nghiệp lớn thì tôi chạy lobby cho từng đại biểu quốc hội thì làm sao? Hay là bây giờ tôi không chạy lobby đi chăng nữa, mà tôi dùng truyền thông hay tôi dùng bất kỳ một cái gì đó để làm thiên lệch đi cái tính công bằng đó thì sao? Cho nên là ngay cả quốc hội cũng phải được đưa vào trong một cái khuôn khổ những cái dự án nào mà quốc hội được phép để xem xét xem mình có thuận chủ trương hay không. Chứ không thể nào là thả nổi quyền cái số phận của hàng triệu người vào tay của 500 người được. Rồi, dự án tạo quỹ đất do nhà nước đầu tư thì cái dự án này rất là nguy hiểm. Cá nhân tôi, bởi vì tôi trải qua thì tôi thấy nè, ở thành phố Hồ Chí Minh có dự án công ty phát triển nhà Phú Nhuận, công ty phát triển nhà quận 2, công ty phát triển nhà Thủ Đức. Thì những cái công ty phát triển nhà này nó làm cái việc là tôi thấy là nó đi mua đất rồi nó thu hồi đất rồi nó phân lô, nó bán nền rất là nhiều, và nó cũng gây ra rất là nhiều thứ dư luận nó không có tốt. Và thậm chí là những cái người bị mất đất ở đó nó cũng xảy ra những cái tình trạng là bị cưỡng chế, rồi doanh nghiệp với người dân những cái va chạm nó không tốt. Và ở trong cái điều hồi nãy thì khi mà tôi đọc kèm theo đâu rồi, có bấm ra hết rồi, đây nè, về cái mục phát triển quỹ đất nó nằm ở điều 115 nè, tổ chức phát triển quỹ đất là ai thì có quy định trong này luôn. Mọi người nghe thì sẽ coi lại cái luận điểm hồi nãy tôi nói á, là có đúng hay không nha. Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, được thành lập theo quy định của pháp luật. Đó là một là khoản 1. Khoản 2 là tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng thực hiện các dự án quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 112 của luật này. 112 là dự án khoản 1 của điều 78 hồi nãy mình đọc á, nó cũng khá là tù mù. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án khác, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý khai thác quỹ đất, tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất để sản xuất nông nghiệp và các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Kinh phí hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm dịch vụ. Chi phí thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, định giá đất,
tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý quỹ đất sau tạo lập được khấu trừ vào tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khi nộp vào ngân sách nhà nước. Thì nó còn điều 4, 5, 6, 7 nữa, điểm khoảng 4, 5, 6, 7 nữa. Nhưng mà ở đây mình muốn nói cái gì? Đây rõ ràng cái tổ chức mà cái phát triển quỹ đất này, tổ chức phát triển quỹ đất này là nhà nước. Mà bây giờ chúng ta phải nhớ lại một cái câu như nè. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý thì anh chỉ được quyền quản lý. Nhớ, cái quyền quản lý nó khác. Nó không có phải là quyền anh được đi kinh doanh, mà ở đây anh vừa nắm quyền lực về vấn đề nè, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất nữa, thì anh nắm luôn cái quyền cưỡng chế trong tay rồi. Anh vừa nắm một bên là kinh tế, một bên thì chính trị, như vậy thì rất là khó. Rất là khó để mà nó giữ được cái tính công bằng. Ha, nó rất khó ở chỗ đó. Mà cái này là mình cũng đã từng nói rồi là nó sẽ gây ra tham nhũng. Rất là dễ gây ra tham nhũng. Anh chỉ quản lý thôi, chứ anh không thể nào mà anh đi kinh doanh được. Rất là dễ có cái chuyện là phân lô bán nền tiếp tục. Rồi bây giờ cũng tại điều 78. Hồi nãy là mình đọc cái tổ chức phát triển quỹ đất mà 100% vốn là của nhà nước, đó là điều 115 thuộc cái phần phát triển quỹ đất. Điều 78 là tiếp tục nè, là nhà nước được quyền thu hồi đất để làm các dự án cơ sở tôn giáo. Mình cho rằng cái điều này phải là điều mở. Bởi vì sao phải là điều mở? Vì tôn giáo họ phải tự giải quyết câu chuyện của họ. Anh muốn cất chùa, anh muốn cất nhà thờ, anh muốn cất cái gì đó, anh phải tự đi điêu giá với dân. Anh tự đi mua đất, anh cất. Anh tự xin tiền tín đồ của anh cất. Anh đi mua đất, anh cất. Chứ không thể nào mà nhà nước mà cũng can dự vào cái chuyện mà xây dựng cái dự án xây dựng cơ sở tôn giáo. Chúng ta hiện giờ dư luận đang bức xúc với cái việc là một số nơi là xây chùa quá lớn rồi có cái sự ăn chia ở trong đó hay không, mà bây giờ lại có dự án xây dựng cơ sở tôn giáo nữa thì khó. Trừ khi là những cái cơ sở tôn giáo này là những cơ sở tôn giáo ở những vùng sâu, vùng xa mà người dân cần sinh hoạt tôn giáo và đất thu hồi không phải là đất ở thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại điểm E nè, quy định dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng. Cái này thì mình cũng không đồng ý luôn. Bởi vì sao bây giờ cái dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng phải cụ thể hóa và luật hóa ra rõ ràng, đó là cơ sở công lập. Tức là sao? Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa này là nghĩa trang, nghĩa địa cho chung công cộng. Người dân được quyền mai táng người nhà của mình trong này, được chôn trong này. Và giá của nó phải là giá trung bình và cực kỳ rẻ. Nó giống như là cái nhị tỳ ở trong miền Nam gọi là cái nhị tỳ làng hồi xưa đó. Rồi cái nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng này cũng phải lấy giá rất là rẻ. Bởi vì sao? Hiện giờ có cái dịch vụ mai táng rồi. Một cái huyệt mộ á, ở trên cái khu mà ông Trần Bắc Hà ổng chôn á, là tôi thấy có một cái cụm là trong đó có 2 mộ cũng có nè, 4 cũng có nè, 6 cũng có nè. Nó có giá 10 mấy tỷ, 20 mấy tỷ, 50 mấy tỷ. Trời ơi, 50 mấy tỷ, mọi người biết nó lớn tới cỡ nào không? 50 mấy tỷ mà ở quận 2 này là mua được tới 5 cái nền mặt tiền luôn á, mà chỉ để chôn cho mấy người thôi, cái chỗ nằm xuống thôi. Như vậy thì nếu như mà tôi là doanh nghiệp mà làm cái dự án này mà tôi tham đi, tôi cấu kết với một cán bộ nào đó nữa, rồi là lập nên cái dự án này, rồi tôi đi nhờ cán bộ đó, rồi nhờ những cái người tham nhũng đó, người ta có cái lòng tham đó, người ta đi thu hồi đất của dân, thì có phải là cũng sẽ tạo ra bi kịch nữa hay không? Tại vì có quyền mà, có quyền thu hồi đất mà. Giao quyền thì phải tính tới cái việc là người ta sẽ lạm quyền, đúng không? Thì phải cụ thể hóa những cái này ra, phải luật hóa rất là rõ ràng, chứ không có chuyện thí dụ như nói là thu hồi đất để làm giáo dục ha, thu hồi đất để làm giáo dục. Ví dụ như bây giờ nó không làm trường tiểu học công lập, nó không làm trường trung học cơ sở công lập, không làm trung học phổ thông công lập, không làm trường đại học công lập, mà nó làm trường quốc tế thì làm gì nó cắn nó hả, đúng không?
nó làm trường quốc tế, nhưng mà nó cũng là giáo dục, vậy nó có quyền là nó cấu kết để nó thu hồi đất không? Bởi vì luật mình không có rõ ràng. Rồi thí dụ như nói là bệnh viện đi, thì bây giờ nó làm bệnh viện quốc tế được không, bệnh viện tư được không? Rồi nếu mà nói là làm chợ hoặc siêu thị đi, ừ thì bây giờ nó làm siêu thị đó được không? Hoặc là bây giờ nó có một những cái mô hình chợ mà nó thu tiền nó được không? Rất là nhiều. Luật là phải cụ thể hóa nó ra, chứ không có cái chuyện mà chớp ba nhán trong đó được. Rồi, đâu rồi? Không, trong sách kia còn. Ừ, còn nữa, còn về cái vấn đề mà thu hồi đất là mọi người đọc á, mọi người làm ơn đọc giùm mình nha. À, đọc từ điều 82 á. Điều 82 cho tới điều hết điều 87. Hết điều 87 đi thì mọi người sẽ thấy là nó như vậy nè. Nó không hề hoàn toàn luôn là quy định là người dân có cái quyền được thương lượng giá ha. Ví dụ nè, là trong cái quá trình mà người ta thu hồi đất là thông báo thu hồi đất, rồi tự đi làm các trình tự bồi thường hỗ trợ, rồi chỉ thông báo cho người dân lấy ý kiến, không có bất kỳ một dòng chữ nào nói rằng sau khi lấy ý kiến sẽ điều chỉnh theo ý kiến của người dân ha. Sẽ điều chỉnh hoàn toàn không có, mà người ta sẽ như thế này nè, người ta sẽ cưỡng chế. Nếu như mà mình không đồng ý giao đất thì người ta sẽ cho Mặt trận Tổ quốc rồi các ban ngành đoàn thể tới để thuyết phục. Nếu mà mình vẫn không đồng ý thì người ta cưỡng chế, chứ không có cái chuyện là người ta sẽ tới lấy thuyết phục rồi lấy ý kiến rồi xong rồi sẽ điều chỉnh cho mày lên được chút giá, hay là cho mày tái định cư ở cái vị trí đẹp hơn. Không có chuyện đó, không có một cái quy định nào. Bởi vì muốn cán bộ làm thì lúc nào cũng vậy, họ sẽ nói với chúng ta là tôi làm đúng luật mà, bởi vì luật đâu có quy định đâu, cho nên là họ có quyền họ làm như vậy. Mọi người mà muốn, cho nên là tôi nghĩ là luật là phải cụ thể hóa, cụ thể tất cả những cái này là phải như thế nào, rõ ràng ra làm sao, chứ không có cái chuyện là mù mù mờ mờ như vậy. Trời ơi, nó dài thăm thẳm luôn đó. Nguyên một, nếu in ra đủ là nó một sắp dày hơn vậy nữa nè. Nó có 236 điều, 138 trang tất cả, mà lại không có một cái dòng chữ nào nói là sẽ khi lấy ý kiến của người dân rồi sẽ điều chỉnh lại hết, mà chỉ có trình lên thôi. Rồi xong rồi sau đó là bụp mày luôn. Vậy thì sẽ rất là thiếu, đúng không? Đây là những cái điều mà mình nói là nó cụ thể để mà làm sao nó ảnh hưởng tới cái nhà của mọi người. Còn những cái mà nó chưa được, mình thấy là nó chưa hoàn thiện khác thì mình không nói lan man ở đây nha, bởi vì mình không có thời gian đâu. Rồi tại cái điều 89, cái chương 7 bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, bồi thường về đất chi phí đầu tư còn lại vào đất, thì điều 89 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Thì nguyên tắc bồi thường về đất ở mục số 2 có quy định là việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Có cái thước nào để đo để biết được bằng hoặc tốt hơn không? Mà cái câu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ này nha, nó có từ chắc khoảng năm 2000 tới giờ rồi đó, nhiều lắm rồi, từ 2003 là có rồi. Khi mà quy hoạch cái đô thị mới Thủ Thiêm á, thì rất là nhiều đời bí thư cũng lên, nhiều đời bí thư thành phố cũng lên nói là sẽ bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhưng cuối cùng thì tôi không biết, cái đó là để mọi người tự nhận định. Rồi có đất bị thu hồi, đảm bảo chỗ ở, đảm bảo thu nhập. Rồi lấy cái gì để đảm bảo thu nhập? Quy định nào để mà nói là đảm bảo thu nhập của cái nơi ở mới nó sẽ bằng hoặc nó tốt hơn nơi ở cũ? Cái này rất là khó nha. Rồi tại cái khoảng điều thứ 6, điểm 6, khoảng 6 của cái điều này,
Điều 89 nè, có quy định nè, chính phủ quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Quy định chi tiết là quy định như thế nào cũng phải ghi rõ ra, chứ không phải là nói là chính phủ quy định. Như vậy thì sau cái luật này vẫn còn một cái khúc nữa, cái nghị định, nghị quyết, nghị gì đó hay là cái gì đó, cái thông tư nào đó của chính phủ lại thêm một lần nữa đưa cái này ra. Như vậy thì nó cũng sẽ rất là mù mờ. Mình ra một cái luật mà mình duyệt cái luật xong rồi, rồi nó còn thồng thêm một cái mớ gì đó nữa mà không ai biết được nó là cái gì, mà phải chờ lâu lắm mới biết. Nói là thí dụ như thu hồi đất ở thì sẽ bồi thường lại bằng đất ở, còn khi mà không có đất ở mới bồi thường bằng tiền. Mà đa số tôi thấy người dân đều muốn được bồi thường bằng đất không à, tại vì cầm cái tiền đó không thể nào đi đâu mua được đất hết, trừ khi đi tới một cái nơi vùng sâu vùng xa nào đó. Cái điều 80, điều 89 với điều 94 nó quy định về là cái việc bồi thường như vậy. Tuy nhiên nó lại mâu thuẫn nha. Hai cái điều này nó lại mâu thuẫn với một cái điều khác rất là tức cười. Tôi đọc mà tôi thấy là nó không thể tưởng tượng được. Đâu rồi, giao đất đâu rồi? Đất ở tại điều 188. Mọi người chờ xíu nha, mình coi lại cái điều mà đất ở tại nông thôn đâu. Hồi nãy mình có bấm, mình bấm lại hết rồi. Nó bị mâu thuẫn với một trang 112. Đây, 112 đây. Đất xây dựng, đất ở, đất ở tại đô thị đây. Giao đất. Cho mình xíu, sorry. Đất khu công nghiệp. Nãy mới nhìn thấy nó. Cụ thể là tại điều 89 với điều 94 á, thì quy định là nếu như mà khi mà quy hoạch đất ở sẽ bồi thường đất ở, ví dụ như là họ quy hoạch của chúng ta 100 mét đất ở thì họ phải bồi thường lại 100 mét đất ở. Còn quy hoạch thí dụ như là 240 mét đất ở đi thì cũng sẽ là phải bồi thường lại 240 mét đất ở. Sẽ không bồi thường lại đất ở khi mà địa phương không có đất để mà bồi thường thì sẽ bồi thường lại bằng tiền. Mà tôi thấy đâu có ai muốn nhận tiền đâu, đúng không? Trang 97, chờ mình xíu. Trang 97. Ui, đất nông nghiệp. Rồi, mất tiêu rồi. Đâu đây nè. Một phút nha. Nó có nhiều cái nó nãy đã lựa ra rồi á. Đất xây dựng, đất hàng không nhiều lắm. Cụ thể là đất ở tại nông thôn. Điều 189. Rồi, điều 189 quy định về hạn mức giao đất thì lại quy định là
Mình đọc qua rồi, nhưng mà bây giờ mình bỏ nó đâu rồi. Trời ơi, trời ơi. Thôi thể rồi, để mình nói luôn. Nó quy định về hạn mức giao đất. Tức là sao? Ở mỗi địa phương nó sẽ có một hạn mức giao đất. Cái này là mỗi tỉnh sẽ khác nhau. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, hạn đất giao đất, hạn mức giao đất là 200m đất ở. Là và sẽ giao tối đa cho mọi cho một người á, là được cấp tối đa là 200m đất ở. Là trong 200m này chúng ta sẽ được những cái điều kiện về thuế. Thí dụ như là được giảm thuế khi mà đóng xin giấy phép xin giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ được giảm thuế, rồi xin giấy phép xây dựng trên cái hạn mức này sẽ được giảm thuế như thế nào đó. Còn mà vượt quá cái điều đó thì chúng ta phải đóng ở những cái mức thuế nó cao hơn. Và khi mà quy hoạch á, nếu mà đất của chúng ta mà vượt quá 200m này thì chúng ta phải trả một cái, thí dụ như là bây giờ đi, mình có một, mình bị quy hoạch 180m đất thì còn hai mà đất nền nó là 200m thì mình sẽ đóng thêm một cái khoản tiền, ví dụ là 5-6 triệu gì đó để mình mua thêm 20m nữa cho nó tròn là 200m này. Nhưng nếu mà chúng ta vượt cái nền nó là 80m mà của mình 200m thì mình phải bỏ tiền ra để mà mình mua thêm 40m nữa. Thì 40m phát sinh sau 200m này sẽ trả một cái mức giá cao hơn gấp 3-4 lần cái mức giá mà dưới 200m kia. Thì nhưng mà lại không, nó lại có một cái như vậy nè. Nó quy định rằng là nó sẽ đền cho chúng ta bằng đất. Tuy nhiên nó có những cái quy định và hạn mức về quy định về tái định cư. Thế nào gọi là tái định cư? Tái định cư tức là tái định lại cái chỗ ở dành cho những cái người bị quy hoạch, nhưng với điều kiện rằng trên cái địa bàn đó, trên cái tỉnh đó, các bạn không có một cái ngôi nhà nào khác. Chỉ cần các bạn có một cái ngôi nhà khác thì các bạn sẽ không được nhận đất, mà các bạn phải nhận bằng tiền. Hiểu không? Hiểu, mọi người có hiểu cái điểm này không? Ví dụ là thay vì á, là chúng ta có một cái nhà rồi, chúng ta có hai cái nhà ở hai cái quận khác nhau, nhưng mà mình bị mất một cái nhà bên này và mình còn một cái nhà bên này, mình bị quy hoạch cái nhà bên này, thì nó sẽ lấy lý do là mình có nhà khác rồi, thì ở đây rất có khả năng là sẽ không được đền bằng đất mà chỉ được đền bằng một khoản tiền thôi. Và thậm chí trong cùng cái dự án đó, nếu như có hai cái nhà thì chỉ được đền một thôi, còn một cái thì sẽ được nhận một cái khoản tiền khá là thấp. Thì thông thường là như vậy. Cái điều mà hồi nãy mình làm thất lạc á, nó chính là một cái là nó định mức, nó nói là mặc dù nó nói là đền bù ở hai cái điều trên thì nó là đền bù đất ở, nhưng mà tôi nhớ không nhầm là điều 190 194 gì đó thì nó quy định lại là giao đất ở theo định mức của địa của cái tỉnh, của tỉnh thành đó. Thì như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh là tôi nhớ là 200m, ở Đồng Nai là 125m. Như vậy thì cái điều trên, cái điều ở dưới nó đá ngược lên điều ở trên, nó làm vô hiệu hóa đi cái điều ở trên. Cái điều ở dưới, cái điều khoản quy định về cái hạn mức giao đất, nó đi chồng lên cái điều ở trên là sẽ đền bù bằng đất ở. Nó làm người ta bị mất đi cái quyền lợi. Cho nên là ở cỡ nào cái thiệt hại vẫn là ở phía người dân. Ví dụ như những cái người mà có một cái miếng đất nhỏ, một cái nhà, thì họ sẽ không cảm nhận được cái thiệt hại này. Nhưng những người có từ hai căn nhà trở lên mà dính quy hoạch là họ sẽ cảm nhận rõ nhất về cái này. Nhưng mà tôi nói nè, hai căn nhà trở lên thì cái căn nhà thứ hai bây giờ đang có một cái, đang lấy ý kiến rồi đang họp hành các kiểu là cái căn nhà thứ hai, cái bất động sản thứ hai sẽ thu thuế cao hơn, thu cao hơn. Thì họ đã phải chịu một cái khoản thuế cao hơn thì hà cớ gì khi quy hoạch thì họ bị mất cái quyền lợi hơn. Đúng không? Đây là một cái thứ mà nó không đúng. Rồi cái hạn mức giao đất này nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái việc là thí dụ như nhà ai đó có 700-800m đất thổ cư. Khi họ bị quy hoạch và họ đông con nhưng mà họ không có kịp tách sổ tách hộ thì nó lại gây ra cái việc là họ chỉ được nhận trong cái định mức, cái hạn mức giao đất là 200m, giống như ở thành phố Hồ Chí Minh là 200m thôi. Như vậy thì mấy 400-500m đất mà thổ cư kia dôi dư ra, mà khi họ làm giấy thì dôi dư họ vẫn phải đóng thuế cao hơn, đúng không? Thì họ vẫn bị mất quyền lợi ở đó. Nên rằng khi mà quy hoạch á,
làm luật đó thì phải quy định luật là phải rõ ràng, luật hóa tất cả mọi thứ nó rõ ràng ra, chứ không có cái chuyện là cái điều luật ở dưới nó đá ngược lên cái điều luật ở trên, nó gây mất quyền lợi. Rồi hồi nãy lướt qua có cái kia cũng có gặp rồi. Nói chung là này, mình làm cái gì là mình sẽ gặp nó như vậy đó. Về cái tái định cư á, hồi nãy mình gạch là mình gạch cái tái định cư, có một cái xanh xanh là mình cũng gạch rồi. Đây, cái lập tái định cư ở điều 106 ở mục số 4 nè, tái định cư nè, điều 106. Khu tái định cư đảm bảo các điều kiện sau đây, thì điều kiện mình không có đọc. Mình đọc cái điểm 3 nè nha. Lựa chọn địa điểm tái định cư thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây. A, tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, tức là trong cái xã đó, trong cái thị trấn đó mình bị thu hồi điểm A, thì nếu mà cái điểm A này, khu vực cái này hết rồi thì sẽ tái định cư mình cũng trong cái xã đó, mình nhưng cái đầu xã hay cuối xã gì đó. B, tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất thu hồi, với trường hợp tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi để bố trí tái định cư, không còn đất nữa. Thí dụ như bây giờ ở cái xã này hết đất, nó sẽ bố trí chúng ta qua cái xã khác, hay là cái phường này hết đất sẽ bố trí qua cái phường khác. Tại địa bàn khác có điều kiện, C là tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với trường hợp tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, mệt chưa, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất bị thu hồi đất để bố trí tái định cư. Tức là nó sẽ bế chúng ta ở tới một cái nơi nào đó rất là xa xôi luôn nè. Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thuộc tỉnh đi, bỏ cái khúc thành phố này nghe nhức đầu quá. Nơi có đất thu hồi, không có đất để tái định cư. Tức là nếu như cái huyện này không được thì sẽ mang sang cái huyện kia. Miễn làm sao mà cái điều kiện mà cái chính quyền họ xét thấy là nó có điều kiện cân bằng. Đây là cái việc mà rất là mệt nha. Tôi nói thí dụ đơn giản thôi, là nhà tôi ở quận 2. Bây giờ bố trí tôi qua nhà bè. Bây giờ nói là tại vì ở quận 2 hết quỹ đất rồi, bố trí tôi qua nhà bè. Thì tôi qua nhà bè tôi làm gì tôi sống? Tức là cắt chúng ta đi ra khỏi cái môi trường đó thì lấy làm gì sống? Rồi nói đơn giản thôi, anh ở quận nhất, giờ tôi lập cái quy hoạch ở cái khu anh ở, xong tôi bế anh qua nhà bè, chơi không? Chơi lại không? Quy định theo luật hóa như vậy thì rất là khó. Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với trường hợp. Rồi nè, cái điểm C này nó nguy hiểm nè. Đọc đi đọc lại sẽ thấy nó nguy hiểm. Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với trường hợp tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nơi có đất bị thu hồi, không có đất thì tái định cư. Như vậy thì tôi xét thấy cái điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh á, nó cũng có cái điều kiện mà sinh sống nó giống giống như ở dưới Cà Mau. Cho nên là hôm nay tôi quy hoạch anh từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi chuyển anh xuống Cà Mau được không? Tôi xét thấy mà, tôi cảm nhận thấy như vậy cho nên tôi đưa anh đi được không? Nó rất là nguy hiểm luôn. Mà mình không có thấy ai đọc hết á, toàn là thấy đi chửi không à. Nhà chửi nhà nước ABC, nhà nước cướp đất, chửi tùm lum tà la hết, chửi ú bà lằn lên hết, nhưng mà không có một cái người nào đọc để mà thấy rằng nó cụ thể như thế nào, chỉ biết chửi thôi. Chửi như vậy mình thấy là chửi một chiều như vậy á, là rất là tồi tệ. Mà những người chỉ biết chửi như vậy nó không có xây dựng lên được cái gì hết á. Thí dụ mình có chửi, hay là mình có, bây giờ mình đừng có chửi nữa mà mình góp ý đi, có thể mình góp ý nó có một cái cách mà nó mình khá nóng giận hay sao đó, tuy nhiên là phải đúng, chứ không có thể nào mà cứ gom lại chửi ung lên hết như vậy được, là không đúng đâu đó.
Thì bây giờ mọi người đọc, mọi người coi lại những cái gì mà mình nói nãy giờ, đọc lại đi. Nhất là cái điểm C này mình thấy nguy hiểm là tại địa bàn khác có điều kiện tương đương với trường hợp tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố trực thuộc trung ương, nơi có đất thu hồi, không có đất để tái định cư, thì họ có thể chuyển chúng ta đi ở tới những cái vùng sâu, vùng xa, không ai biết được ở đâu hết. Rồi hồi đó mình đi Tây Nguyên á, mình có gặp những cái đồng bào mà dân tộc có, hỏi họ ở đâu thì họ nói họ ở tỉnh nào miền Bắc á, rồi ngoài đó làm thủy điện cho nên chở họ vô Tây Nguyên. Hai cái môi trường sống khác nhau, cái quy hoạch á nó làm như vậy thì nó sẽ làm mất luôn cái bản sắc văn hóa của họ, làm mất đi những cái văn hóa mà của một quốc gia, nó rất là nguy hiểm. Nên là mọi người nên nghiêm túc đọc và góp ý nó, chứ đừng có chửi nữa nha. Chửi không có cái gì tốt đẹp hết á, trong khi đó chúng ta có thể góp ý mà. Bye bye, đi coi chừng đầu đây.